Em lần này là lên tập trung thì trong một tuần thì em thấy cái thể lực em cũng đã lên và thầy cũng có nhiều chiến thuật mới và em cũng thích nên cố gắng nỗ lực và thích nghi tốt. Thế em thì thể lực của em giờ cũng đang lên thì thầy bác cũng bắt em buổi tối cũng bắt tập thêm nhiều nữa thì em thấy cũng đang tốt dần lên. Và thể lực và chiến thuật thì cũng đi đối và lần này thì thầy bác cũng đã nói là con người Việt Nam thì thể lực nó đứng sức mạnh nó hơi yếu và thầy lần này thầy tập gym cũng đang củng cố thể lực cho đội tuyển rất nhiều. Nói chung thì chiến thuật cũng không không thay đổi quá nhiều và thì mình cũng phải thích nghi từng từng cái chiến thuật và từng cái chiến bóng của thầy bác đưa ra. Thì đợt này gọi lên thì cũng rất nhiều là vị trí tốt và cũng như các anh tốt thì em cũng là một năm rồi không không được gọi vào đội tuyển khi chấn thương thì lần này thì em phải cần nỗ lực và cố gắng hơn nữa để cạnh tranh suất đá chính. Tại thì tất cả các cầu thủ cũng đang thích nghi rất tốt với chiến thuật của thầy Bắc đề ra và ai cũng đang rất cố gắng để thể hiện mình.